Xin mời quý vị khán giả đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hơn 130 cá nhân và tập thể được vinh danh tại giải thưởng COVA năm 2016. Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc thay đổi các tuyến đường một chiều. Bắt khẩn cấp 3 đối tượng dùng dao đâm người đi đường cướp tài sản. Alaves thắng tối thiểu Real Betis tại vòng 16 La Liga. Thưa quý vị, vào sáng nay, 134 cá nhân và tập thể đã được vinh danh tại giải thưởng COVA năm 2016 diễn ra tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô trên toàn quốc, giải thưởng hướng về công trình khoa học mang tính đột phá đã được ứng dụng, mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế xã hội. Đáng chú ý tại giải thưởng năm nay là tập thể y bác sĩ bệnh viện truyền máu và huyết học Thành phố Hồ Chí Minh với công trình nghiên cứu bảo quản không cầu bằng kỹ thuật đông lạnh ở âm 80 độ C với lithium nồng độ cao có thể lưu trữ đến 10 năm. Một nghiên cứu khoa học khác cũng được vinh danh trong giải kiến tạo là công trình tạo ra sữa đậu nành bổ sung sữa bột nguyên kem và probiotic dành cho người bệnh nặng kém dung nạp lactose cần nuôi ăn bằng ống thông. Năm nay có 16 sinh viên có thành tích cao trong học tập nghiên cứu được trao giải thưởng COVA, hạng mục triển vọng 10 triệu đồng một sinh viên và 110 suất học bổng COVA cũng được trao cho các em sinh viên có nghị lực vượt khó học giỏi trên cả nước. Giải thưởng thì em có dự định là sẽ học tập thật tốt để năm để sau khi ra trường thì em có thể là làm việc thật tốt trong lĩnh vực ngành dược học của em. Diễn ra hàng năm, lễ trao giải thưởng COVA đã trở thành ngày hội tuyên dương những nhân tố xuất sắc của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và là nơi chấp cánh cho sinh viên thế hệ tương lai của đất nước. Vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã làm lễ đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công theo quyết định đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân vào tháng 8 năm 2016. Tên đồng chí Võ Chí Công, cố chủ tịch Hội đồng Nhà nước, được đặt cho đường vành đai 2 phía đông, đoạn từ chân cầu Phú Mỹ quận 2 đến đường Hà Nội quận 9 với chiều dài hơn 13 km. Đây là tuyến đường trọng yếu trong giao thông phía đông bắc của Thành phố Hồ Chí Minh. Khi hoàn thiện được tuyến đường này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có điều kiện kết nối thuận lợi với các quốc lộ 1, 1K, 13, 22, 50, các tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Bến Lức, Long Thành, giúp Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhanh chóng với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và giảm tải giao thông trong nội đô. Thưa quý vị, theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến đường vốn đang là đường hai chiều sẽ trở thành đường một chiều để giảm tình trạng kẹt xe và ùn tắc giao thông. Thông tin trên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ phía người dân. Theo đó, một số tuyến đường như Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Trần Quốc Thảo, Phan Văn Trị sẽ được quy hoạch thành đường một chiều và xe vòng xoay tại nút giao giữa các tuyến đường trên nhằm giảm ùn tắc giao thông và kẹt xe. Tuy nhiên, thông tin này đã gặp nhiều ý kiến khác nhau của người dân. Nếu mà đường hầm này đường một chiều thì xe cộ đỡ cạn hơn, mà đỡ ùn tắc hơn nữa. Cái này chú cũng đồng tình ủng hộ. Đường này hai chiều còn kẹt xe mà nếu mà một chiều còn kẹt dữ nữa chú ơi. Nếu mà thay đổi là không có thuận lợi đâu. Cái Trường Chinh này mà thay đổi hai chiều một chiều thì chú thấy rất bất tiện. Đồng ý là nó hẹp đường nhưng mà mình cứ đi kỹ là được. Kinh nghiệm cho thấy chuyển sang lưu thông một chiều là giải pháp đề xuất thì dễ nhưng rủi ro cao vì nó có thay đổi hình thái giao thông cả một khu vực, gây xáo trộn trên cả một trục chính và đường nhánh. Nhiều tuyến đường từ được xác lập một chiều, sau đó phải khôi phục hai chiều trở lại. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ được triển khai trong năm 2017. Cũng liên quan đến giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ giải Việt giã vũ trang chào mừng 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và giải Việt giã học sinh Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016-2017, cấm toàn bộ xe chạy qua đường Hoàng Sa và đường Trường Sa đoạn từ cầu Lê Văn Sĩ đến cầu Trần Khánh Dư từ 6 giờ đến 11 giờ ngày mai Chủ nhật 18 tháng 12. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin khác. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, ở thời điểm hiện tại không chỉ dịch sốt xuất huyết mà bệnh do virus Zika, ngoài ra còn có bệnh quai bị và bệnh đường hô hấp cũng đã gia tăng trên địa bàn thành phố. Nhiều tuần qua, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng nhanh chóng. Từ đầu tháng 12 đến nay, thành phố ghi nhận 1.418 ca sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, bệnh do virus Zika cũng đã ghi nhận 133 ca nhiễm ở 23 trong số 24 quận huyện, trong đó có 17 thai phụ đang được theo dõi. Ngoài những bệnh do muỗi gây nên, thì do thời tiết đang giao mùa nên các bệnh như hô hấp và quai bị hiện cũng vào mùa, nhất là đã xuất hiện các ổ dịch quai bị tại trường học.
Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố đã yêu cầu các trạm y tế lưu ý giám sát chặt các ca bệnh trong trường học, tìm hiểu nguyên nhân các trường hợp học sinh nghỉ học để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Với các cơ sở sản xuất, cơ sở tập trung đông người như cơ sở mai, cơ sở sản xuất kinh doanh, trạm y tế địa phương cũng cần giám sát chặt chẽ các loại bệnh truyền nhiễm. Thưa quý vị, đợt lũ đang diễn ra tại miền Trung đã kéo dài gần một tuần, là trận lũ lớn suốt từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên khiến nhiều người thiệt mạng, hàng triệu người đang phải vật lộn với đói rét. Theo thống kê, mưa lũ từ giữa tháng 10 năm 2016 đến nay đã làm hơn 110 người chết và mất tích. Nếu tính các trận lũ từ đầu năm thì có đến 235 người đã thiệt mạng. Trên 316.000 nhà bị ngập, hư hại, gần 43.000 hecta lúa, 5.000 hecta mạ và 40.000 hecta hoa màu bị ngập hư hại. Đa phần các hộ dân trong vùng mưa lũ đã mất hoàn toàn cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Tổng thiệt hại ước tính trên 8.573 tỷ đồng, nâng tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay hơn 230 người chết và mất tích, ước tính về kinh phí trên 37.650 tỷ đồng, tương đương 1,7 tỷ đô la Mỹ. Riêng Bình Định, đêm 16 rạng sáng 17 đã có thêm 3 người chết do mưa lũ. Tình cảnh đồng bào hiện rất khó khăn, không còn nhà cửa, trâu bò, lương thực. Mỗi ngày trôi qua, những người dân vùng lũ lại thêm kiệt sức. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chủ trì hội nghị trực tuyến ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung. Thủ tướng yêu cầu không để người dân vùng lũ đói khát, sống cảnh bàn trời chiếu đất, tập trung cứu dân, không được để dân đói, dân khát, bệnh tật xảy ra. Tinh thần là nước rút đến đâu phải dọn dẹp vệ sinh đến đó, phải đảm bảo nguồn nước uống. Thủ tướng chỉ đạo và cho biết Bộ Quốc phòng sẽ giúp 30 tấn lương khô. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung ương trực tiếp xuống hỗ trợ cho các địa phương, không để người dân bị cảnh màn trời chiếu đất. Thưa quý vị, tại đồng bằng sông Cửu Long, những cơn mưa lớn gần đây cũng đã gây ngập úng trên diện rộng. Một cơn mưa kéo dài suốt từ khuya ngày 15 tới trưa ngày 16 tháng 12 đã làm cả thành phố Bạc Liêu và nhiều nơi tình trạng ngập sâu trong nước. Đến sáng nay thì tình trạng ngập nước vẫn còn trên một số tuyến đường của tỉnh. Theo ghi nhận tại thành phố Bạc Liêu, do mưa kéo dài kết hợp với triều cường lên cao, làm toàn bộ hệ thống thoát nước của thành phố vô hiệu hóa. Cả thành phố Bạc Liêu và các khu dân cư ngoại ô ngập sâu trong nước. Đường ngập, xe chết máy, hàng ngàn học sinh phải nghỉ học, nhiều cán bộ công nhân viên chức đến công sở trễ giờ làm. Theo người dân thành phố cho biết, đây là cơn mưa lớn thành phố ngập nặng nhất trong nhiều năm qua. Năm nay cũng là năm mưa dứt trễ, càng cuối mùa mưa, thiên tai diễn biến khó lường. Theo dự báo của ngành chức năng, từ nay đến cuối năm và đầu năm 2017, trên địa bàn còn xuất hiện mưa và triều cường dâng cao, khuyến cáo người dân nên chủ động ứng phó. Trong phần tiếp theo của chương trình, nghệ thuật băng keo, loại hình nghệ thuật mới. Các thành viên nhà Beckham xuất hiện trong cùng một video ca nhạc. Nghệ thuật băng keo còn khá xa lạ không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Mới đây vào sáng nay tại nhà ga 3A, một sự kiện do lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã mang đến cái nhìn gần hơn về loại hình mới mẻ này. Mong muốn tạo ra những điều mới mẻ, nhóm nghệ sĩ Tape Dad bắt đầu làm việc với băng keo từ giữa năm 2011. Phong cách của nhóm đa dạng, từ những tranh vẽ bằng băng keo nhiều màu sắc và phức tạp cho đến các tác phẩm sắp đặt tối giản chỉ hai màu trắng đen. Chúng tôi đến với nghệ thuật này hết sức tình cờ, cảm hứng để sáng tác đến từ mọi thứ xung quanh. Như hôm nay tôi ở Việt Nam, tôi tái hiện những gì mình nhìn thấy. Những công trình của Tape Dad có mặt khắp nơi, tại những tòa nhà bỏ hoang, phòng trưng bày hay quán rượu ngầm. Các nghệ sĩ đã đi nhiều nước trên thế giới để giới thiệu loại hình sáng tạo độc đáo của họ. Nghệ thuật băng keo vẫn còn là một bộ môn còn ít người biết đến. Công chúng không chỉ ấn tượng trước các ý tưởng mà còn bởi việc hình thành tác phẩm. Nhóm nghệ sĩ cho biết công việc của họ tập trung vào sự hợp tác, không chỉ trong nhóm mà còn với các nghệ sĩ khác và những người yêu nghệ thuật. Những phản hồi tích cực từ người xem đã mang họ đến gần hơn với nhiều nền văn hóa khác nhau. Thưa quý vị, di sản văn hóa thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt mà tỉnh Nam Định đại diện xây dựng hồ sơ vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Khi di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt được vinh danh, không ít người dành cả đời để bền bỉ bảo tồn và nhận diện chân giá trị một tín ngưỡng văn hóa bản địa đã chẳng kịp đợi đến ngày ấy. Nhưng ý thức trách nhiệm trước di sản văn hóa được cha ông truyền lại thì đang được nhân lên. Nhưng đã nảy sinh những bất cập, là loại hình nghệ thuật độc đáo trong dân gian nên hát chầu văn có sức lan tỏa mạnh mẽ,
nhưng cũng chưa bao giờ như hiện nay người ta lại thấy âm nhạc hát dân đa dạng và dễ dãi đến thế. Những chuẩn mực của nghệ thuật hát dân và hầu đồng đang xa dần gốc cũ, khiến cho cả người thực hành tín ngưỡng và giới nghiên cứu đều lo ngại. Giữ vai trò chuyển tải nội dung của tín ngưỡng và cả phương pháp nhập đồng, chầu dân mang đầy tính ngẫu hứng nhưng lại quyết định sự thành bại của vấn hầu. Chính sự cởi mở này là một trong những yếu tố làm âm nhạc hát dân trở nên phong phú hơn, nhưng cũng khiến cho giá trị của di sản văn hóa tín ngưỡng đứng trước mối đe dọa của đời sống đương đại. Với cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, những bãi biển cát trắng trải dài hay những cơn mưa trong lòng đô thị, thành phố kỳ diệu Rio de Janeiro của Brazil vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới. UNESCO quyết định đưa Rio de Janeiro vào danh sách các di sản được bảo vệ, nhấn mạnh đây là sự tổng hòa kỳ diệu của vẻ đẹp nhân tạo và vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú. Chính sự va trộn này đã hình thành nên văn hóa đặc trưng của thành phố và là nguồn cảm hứng nghệ thuật bất tận cho các nghệ sĩ. Không những hấp dẫn du khách với cảnh sắc tự nhiên, Rio de Janeiro còn nổi tiếng trên toàn thế giới bởi bức tượng Chúa Giêsu sừng sững trên ngọn núi Corcovado, sân vận động Maracanã huyền thoại, cùng những lễ hội Carnaval sôi động lớn nhất hành tinh và những vũ điệu samba nóng bỏng. Tất cả những điều này đã khiến Rio de Janeiro trở thành địa điểm không thể bỏ qua khi du khách đặt chân tới đất nước Brazil xinh đẹp. Chris Beckham, cậu con trai 11 tuổi của cầu thủ David Beckham, vừa cho xuất xưởng video cho single nhạc Giáng sinh mang tên If Every Day Was Christmas vào tối qua. Đây cũng là ca khúc đầu tay đánh dấu việc cậu ba nhà Beck chính thức chạm ngõ với âm nhạc. Video được thực hiện khá đơn giản, nhưng hình ảnh dễ thương và tự nhiên cũng như giọng hát mộc mạc của Cruz vẫn đủ sức khiến người nghe tan chảy. Giai điệu tươi vui của ca khúc đã giúp If Every Day Was Christmas trở thành bài nhạc Giáng sinh rất được yêu thích dù chỉ mới ra mắt cách đây vài tuần. Nếu tinh ý, người xem sẽ còn thích thú khi phát hiện các thành viên của nhà Beckham như cựu danh thủ tuyển Anh hay ba anh em Brooklyn, Romeo và Harper cũng xuất hiện trong video này để ủng hộ cho Cruz. Theo hãng quản lý của Cruz Beckham, toàn bộ lợi nhuận thu được từ single này sẽ được chuyển về quỹ từ thiện quốc gia Anh Global's Make Some Noise, với hy vọng giúp những người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Trong phần tiếp theo đây, khống chế nam thanh niên chiếm phòng ngủ nhà dân cố thủ nhiều giờ. Kết quả vòng 15 giải bóng đá vô địch quốc gia Đức. Tiếp theo là phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, một nam thanh niên nghi ngáo đá đã xộc vào nhà dân thực hiện một loạt những hành vi kỳ lạ. Sau nhiều giờ cố thủ, nam thanh niên đã bị lực lượng chức năng khống chế. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay. Vào thời gian trên, nam thanh niên khoảng 25 tuổi đi xe máy hiệu Suzuki Sport trên đường Bến Dân Đồn thì tự té xe xây xác. Sau đó, thanh niên này cầm dao đi bộ vào hẻm 254 Bến Dân Đồn rồi mở cổng vào nhà ông Trương Thanh Vàng 55 tuổi. Thấy cháu của chủ nhà đang ngủ tại tầng trệt, nam thanh niên xin một cục nước đá xoa lên đầu. Một lúc sau, nam thanh niên cầm chai nước mắm tự dội lên người. Khi lực lượng chức năng phường 5 quận 4 đến nơi, thì thanh niên này lên phòng ngủ của vợ chồng ông Vàng trên tầng 1 cố thủ, dọa ai bước vào sẽ tự sát. Lực lượng chức năng mau chóng ứng cứu, đồng thời chuẩn bị các bình chữa cháy để phòng bất trắc có thể xảy ra. Sau nhiều giờ cố thủ, đến khoảng 8 giờ 20 sáng cùng ngày, nam thanh niên mới chịu ra ngoài và bị cơ quan chức năng khống chế đưa về trụ sở công an để làm rõ. Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa bắt khẩn cấp và đang tạm giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Vũ Luân, Dương Văn Hải, Nguyễn Minh Nhật đều cùng ngụ tại tỉnh Đồng Tháp để điều tra làm rõ hành vi dùng dao đâm người đi đường để cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 50 phút sáng nay, 3 đối tượng chuẩn bị dao thủ sẵn trong người rồi ra đứng tại cầu Long Hòa thuộc xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho để chờ đợi người đi đường đi ngang sẽ ra tay. Khi thấy anh Hà Nguyễn Phú Cường sinh năm 1993 điều khiển xe máy chở theo anh Hồ Thiện Trí sinh năm 1996 đang lưu thông từ hướng huyện Chợ Gạo về thành phố Mỹ Tho thì cả ba xông ra chặn xe, khống chế anh Cường và cướp bộ điện thoại di động và 1,3 triệu đồng. Khi anh Cường chống cự tri hô cầu cứu thì đối tượng Dương Văn Hải dùng dao đâm vào lưng anh Cường, riêng anh Trí do hoảng sợ nên bỏ chạy khỏi hiện trường. Do bị người dân phát hiện sau tiếng tri hô cầu cứu của anh Cường nên cả nhóm bỏ trốn, anh Cường được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, chỉ trong thời gian ngắn, công an thành phố Mỹ Tho đã rà soát, dù huy động lực lượng tiến hành điều tra và bắt khẩn cấp được 3 đối tượng này khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Còn tại An Giang, công an huyện Chợ Mới vừa triệt phá một trường gà có quy mô lớn.
Nhận được tin báo từ người dân vào lúc 13 giờ chiều qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bất ngờ bao vây ập vào trường gà tại tổ 17, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang và bắt quả tang 39 đối tượng say sưa tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan, gồm 4 con gà đá, 9 xe máy các loại, 32 chiếc điện thoại di động và hơn 44 triệu đồng. Được biết, tụ điểm đá gà này hoạt động khá tinh vi và thu hút đông các con bạc trên địa bàn huyện tham gia. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết, đang phối hợp với các đối tượng nghiệp vụ truy tìm 4 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng tại ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 45 phút trưa hôm qua, có 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy hiệu Exister màu xanh và màu đỏ đến tiệm vàng Kim Phụng. 4 đối tượng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và bịt khẩu trang. Một tên dùng súng ngắn và bình xịt hơi cay khống chế chủ tiệm vàng. Hai đối tượng khác dùng dao giống kiếm công, chân đạp vỡ cửa kính, tủ trưng bày, cướp khoảng 10 cây vàng gồm các loại vòng tay em bé, lắc tay người lớn, dây chuyền, bông tai. Sau đó cả 3 đối tượng ra xe cùng một đối tượng đứng ngoài tẩu thoát về hướng huyện Trảng Bàng. Sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Gò Dầu phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra. Ai có thông tin về vụ việc, xin gọi về cơ quan cảnh sát điều tra công an Tây Ninh, số điện thoại 069 353 2001 hoặc gặp điều tra viên Phan Văn Trọng, số điện thoại 0915 130 884. Thưa quý vị, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay, trên quốc lộ 1K đoạn qua ngã tư Bình Thung, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến một người thiệt mạng. Vào thời điểm trên, tài xế Hải điều khiển xe container mang biển số 61C02094 chạy trên đường DT743 theo hướng đi từ trạm thu phí Bình Thung về Tân Dạng. Khi đến ngã tư Bình Thung, tài xế cho xe ôm cua rẽ phải vào quốc lộ 1K theo hướng đi về ngã tư Lương Xuân thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do Phan Thị Mỹ Trang, sinh năm 1974, ngụ Bình Dương điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến chị Trang ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe container. Tuy nhiên, lúc này tài xế Hải có thể không hay biết đã xảy ra va chạm trên nên vẫn tiếp tục cho xe lưu thông, khiến bánh xe container chèn qua người chị Trang làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhiều người chứng kiến đã vội chạy theo ra hiệu cho tài xế dừng xe. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết di dời xong. Do đạp nhầm chân ga, người đàn ông để xe ô tô lùi trúng hai xe máy, đâm ba liên tiếp vào giải phân cách, cột điện chiếu sáng, làm một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu khoảng 10 giờ sáng nay, ô tô 4 chỗ biển số 56N0785 do một người đàn ông ngoài 50 tuổi điều khiển chạy trên đường 3 tháng 2 hướng từ quận 3 về quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến trước số 106-108 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10, chiếc xe bất ngờ lùi lại với tốc độ nhanh, tông trúng hai chiếc xe máy hiệu Airblade và Exciter chạy cùng chiều phía sau, đẩy đi một đoạn trên đường đâm va liên tiếp vào cột điện chiếu sáng, giải phân cách bằng thép. Sự cố này khiến một thanh niên chạy xe máy Exciter bị thương nặng ở chân, phải nhập viện cấp cứu, hai người phụ nữ đi trên xe máy còn lại may mắn bị thương nhẹ. Tai nạn cũng khiến giao thông trên đường 3 tháng 2 ùn tắc nghiêm trọng. Đang lưu thông trên đường, tài xế xe buýt đã ngửi thấy mùi khét nên dừng xe lại kiểm tra thì lúc đó khói lửa bùng lên ở trên mui xe. Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ 40 phút ngày hôm nay trên đường Trường Chinh thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, xe buýt loại 50 chỗ ngồi mang biển số 53N6941 do tài xế Nguyễn Minh Tình điều khiển chạy tuyến bến xe An Sương đi bến xe Chợ Lớn lưu thông trên đường Trường Chinh. Khi còn cách giao lộ Phạm Văn Bạch khoảng 200m, tài xế ngửi thấy mùi khét nên cho xe dừng lại kiểm tra và đưa toàn bộ hành khách sang một xe khác. Khi hành khách cuối cùng vừa rời khỏi xe thì khói lửa bất ngờ bùng lên từ trên mui. Người dân sống hai bên đường cùng tài xế đã huy động nhiều bình chữa cháy CO2 lao vào khống chế ngọn lửa. Sau gần 10 phút, ngọn lửa đã được khống chế. Theo tài xế xe buýt, nguyên nhân cháy có thể do chập điện tại hệ thống máy điều hòa của xe. Thưa quý vị, trong 12 giờ qua, cơn mưa cũng đã giảm nhanh trên nhiều khu vực, đặc biệt là tại Trung và Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, từ đêm nay thì mưa có xu hướng gia tăng trở lại. Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới tính đến 7 giờ ngày 18 tháng 12 phổ biến khoảng 20-50mm và có nơi trên 50mm. Và từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, mưa vừa mưa to có khả năng tăng trở lại ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận. Nguy cơ lũ quét sạt lở đất sẽ lại diễn ra. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết tốt, nắng suốt ngày nhưng nhiệt độ không quá cao. Về cơ bản sẽ không có gì cản trở tới việc sinh hoạt, nghỉ ngơi và vui chơi. Sau đây mời quý vị cùng đến với thông tin dự báo nhiệt độ tại các thành phố lớn trên cả nước vào ngày mai.
Thưa quý vị, vòng 16 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga đã bắt đầu diễn ra vào rạng sáng nay. Alaves tiếp các cầu thủ Real Betis trên sân nhà. Bàn thắng quý giá của tiền đạo Deverson đã giúp cho Alaves có được 3 điểm trọn vẹn và tạm giữ khoảng cách 9 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Trong hiệp 1, đội chủ nhà liên tục áp đảo khung thành Real Betis nhưng chỉ dừng lại ở việc tạo cơ hội. Phải sang hiệp thứ hai, các cầu thủ Alaves mới tìm được bàn thắng hay thông thêm bí tắc. Phút 58, Gaiska Toquero có được chuyền kiến tạo để cho Deverson ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo người Brazil tại La Liga mùa này. Chiến thắng tối thiểu giúp Alaves hiện sở hữu 21 điểm và xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Real Betis kém 3 điểm và đứng thứ 14. Cũng vào rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu sớm của vòng 15 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga. Để làm khách trên sân của Hoffenheim, Borussia Dortmund dù có một hiệp thi đấu thiếu người nhưng vẫn ra về với một điểm. Hoffenheim mở tỷ số ở phút thứ 2 sau khi Mark Uth đánh bại hàng phòng thủ đối phương. Từ khoảng 10 phút sau, Mario Götze gỡ hòa cho Dortmund. Nhưng đến phút thứ 20, đội chủ nhà giành lại thế dẫn trước nhờ công của Sandro Wagner. Dortmund gặp thiệt thòi kể từ cuối hiệp 1 khi Marco Reus phải rời sân vì nhận thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên, không lâu sau giờ nghỉ, 10 cầu thủ còn lại của đội khách vẫn có thể tìm được bàn gỡ. Người lập công là Pierre-Emerick Aubameyang. Tỷ số 2 đều được duy trì đến cuối. Sau 15 vòng đấu, Borussia Dortmund hiện có 26 điểm, còn Hoffenheim hơn 1 điểm và duy trì chuỗi trận bất bại từ đầu mùa đến nay. Tiếp tục sẽ là các thông tin về vòng 18 giải vô địch quốc gia Pháp. Rạng sáng nay, Angers tiếp các cầu thủ Nantes trên sân nhà, nhưng những gì mà Angers thể hiện đã không thể làm hài lòng cổ động viên nhà. Đội khách mở tỷ số ở phút thứ 18, Marius Despinski cặp bóng về để Guillaume Gillet bằng lên dứt điểm. Angers bế tắc trong việc tìm bàn gỡ. Đã vậy, họ phải nhận thêm trái đáng khác ở đầu hiệp thứ hai. Được ghi bàn là Amin Harit. Đội chủ nhà nỗ lực dùng dậy trong khoảng thời gian còn lại, nhưng không làm được gì. Tuy thắng chung cuộc 2-0, nhưng Năng vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cặp đèn đỏ với 16 điểm hiện tại. Còn Angers có 19 điểm và giữ vị trí thứ 13. Thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thôi thì trận chung kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra tại Bangkok. Lợi thế hiện đang thuộc về Indonesia, nhưng bất ngờ vẫn có thể đến từ một đội bóng như Thái Lan. Với việc giành thắng lợi 2-1 ở lượt đi, tuyển Indonesia chỉ cần cầm hòa đối thủ là tiến đến chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Nhưng lịch sử không đứng về phía thầy trò Alfred Riddle khi 16 năm qua Indonesia không nếm được mùi chiến thắng trên đất Thái. Đã đến lúc thay đổi. Chúng tôi muốn chức vô địch, dù chúng tôi biết điều đó không dễ. Trong khi đó, huấn luyện viên Kiatisak Senamuang vẫn tự tin vào một cuộc lội ngược dòng để giành lấy chức vô địch tại sân nhà. Indonesia đang phải chịu áp lực vì họ đang đấu tranh để có danh hiệu đầu tiên. Còn chúng tôi đã có 4 chiếc cúp và ngày mai sẽ có chiếc cúp thứ 5. Trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 sẽ diễn ra vào 19 giờ tối nay trên sân Raja Mangkala, Bangkok. Thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.